Siberi, Baikan, Tuiva, Altai, sức mạnh và vẻ đẹp của những dòng sông ở Siberi, băng giá, mùi hương của thảo dược. Đó là tất cả những gì đang mang lại sức mạnh tuyệt vời cho người dân Siberi. Siberi, thương hiệu đã được cả thế giới biết đến. Tập đoàn Sức khỏe Siberi được thành lập tại Siberi, ngày nay đã được thừa nhận rộng rãi không chỉ ở Liên bang Nga mà trên thế giới, là một trong số những công ty hàng đầu trong lĩnh vực phát triển, sản xuất và phân phối các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp. Ngay từ khi thành lập, tập đoàn đã đặt niềm tin và hy vọng vào những phát minh, sáng chế của các nhà khoa học Nga và nguồn nguyên liệu thiên nhiên phong phú của vùng Siberi và khu vực Viễn Đông Liên bang Nga. Các nhà khoa học tại Trung tâm Khoa học Sáng tạo của tập đoàn đã sáng chế ra những dòng sản phẩm và các công thức. Các chương trình sử dụng sản phẩm được bảo hộ quyền tác giả. Các cơ sở sản xuất của tập đoàn và của các đối tác cho phép hiện thực hóa tất cả những ý tưởng táo bạo nhất, giám định, kiểm soát bản quyền, tiếp thị và hỗ trợ. Những trung tâm chăm sóc khách hàng hiện đại đặt tại châu Âu, châu Á và ở Mỹ. Ngày nay, mỗi người bất kỳ với mong muốn có một cuộc sống tươi sáng, trọn vẹn và khát vọng thay đổi thế giới xung quanh mình đều có thể tham gia vào tập đoàn Sức khỏe Siberi huyền thoại. Bạn trở thành người luôn được chào đón và hữu ích cho cuộc sống, và bạn sẽ nhận thấy những nỗ lực và cuộc sống của mình đang mang lại giá trị cho thế giới. Với 18 năm kinh nghiệm hoạt động trên thị trường, chúng tôi hiểu sâu sắc rằng vì sao chúng tôi thực sự là những chuyên gia trong lĩnh vực của mình. Có 10 lý do để khẳng định điều này. Chúng tôi gọi những lý do này là 10 ưu thế của sản phẩm tập đoàn Sức khỏe Siberi. Theo thống kê về tuổi thọ của các công ty, tôi tiên đoán tập đoàn Sức khỏe Siberi sẽ ở trong số các công ty có tuổi thọ hàng trăm năm. Ngài Yuri Gichev sẽ chia sẻ với chúng ta về những ưu thế của sản phẩm tập đoàn Sức khỏe Siberi. Ông là tiến sĩ y học, viện sĩ Viện Hàn Lâm Sinh thái học Liên bang Nga. Ông có gần 40 năm nghiên cứu về tác dụng phục hồi sức khỏe của các hoạt chất sinh học tự nhiên. Ông đã và đang giảng dạy, thuyết trình khoa học khắp nơi trên thế giới. Ông là tác giả và đồng tác giả của hơn 400 đầu sách và công trình khoa học về những vấn đề cơ bản trong lĩnh vực sinh thái và thích nghi của con người. Viện sĩ Yuri Gichev là nhà sáng chế của hơn 40 công thức, các tổ hợp sản phẩm có sử dụng các hoạt chất sinh học giúp phục hồi sức khỏe. Ưu thế đầu tiên và quan trọng của tập đoàn mà tôi muốn đề cập đến, đó là việc sở hữu những nguyên lý khoa học làm nền tảng cho toàn bộ hoạt động nghiên cứu, phát triển, sản xuất và phân phối sản phẩm. Điều này rất quan trọng bởi vì các nguyên lý cơ bản được phát triển bởi chính những nhà khoa học của tập đoàn. Đó là những nguyên lý khoa học bản quyền. Như vậy, toàn bộ hoạt động khoa học của tập đoàn dựa trên cơ sở 4 nguyên lý khoa học bản quyền: nguyên lý khoa học về vi chất dinh dưỡng, nguyên lý khoa học về sự thích nghi, nguyên lý khoa học về việc bảo vệ và thanh lọc môi trường bên trong cơ thể, nguyên lý khoa học về nhịp sinh học. Nguyên lý khoa học về vi chất dinh dưỡng, đó là khoa học về tác dụng của các vi hạt có trong thực phẩm, các loài thảo mộc trong các sản phẩm từ động vật. Các vi hạt này hiện diện ở mức độ vi lượng, nhưng chúng có tác dụng vô cùng to lớn đối với cơ thể của chúng ta. Các hoạt chất sinh học này là những hợp chất tự nhiên có liên quan đến lĩnh vực dinh dưỡng học và đồng thời chúng cũng có tác dụng tích cực đối với cơ thể. Nguyên lý khoa học này hoàn toàn là nghiên cứu của chúng ta. Nguyên lý khoa học thứ hai là nguyên lý về sự thích nghi. Theo tài liệu nghiên cứu của Phân viện Siberi thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Liên bang Nga đã được tiến hành trong hơn 30 năm dưới sự lãnh đạo của viện sĩ Yuri Gichev, thì có tới 60% dân số thế giới đang ở trạng thái trung gian giữa khỏe mạnh và bệnh tật. Nói một cách đơn giản hơn thì con người đã không còn hoàn toàn khỏe mạnh và người ta đang cảm nhận được điều đó. Về mặt hình thức, họ vẫn cho rằng mình không bị bệnh. Nhưng một khi con người ta đã không còn ở trạng thái khỏe mạnh và đã ở trong tình trạng ủ bệnh,
thì vào thời điểm đó, cần phải làm điều gì đó để tự bảo vệ mình. Có thể là chặn quá trình ủ bệnh lại. Có thể là phục hồi cơ thể trở lại trạng thái hoàn toàn khỏe mạnh. Đó chính là vùng trung gian, nơi mà việc sử dụng các sản phẩm của chúng ta là điều bắt buộc, hoàn toàn cần thiết. Và một điều quan trọng là việc sử dụng sản phẩm này mang lại hiệu quả. Nguyên lý thứ ba là một nguyên lý quan trọng. Rất nhiều sản phẩm của tập đoàn sức khỏe Siberi được phát triển dựa trên nguyên lý này. Đó là nguyên lý về bảo vệ và thanh lọc môi trường bên trong cơ thể. Viện sĩ Yuri Petrovic Gichev chính là người đưa ra nguyên lý khoa học này. Nguyên lý bảo vệ và thanh lọc môi trường bên trong cơ thể là một nguyên lý nền tảng. Trước khi muốn có được hiệu quả tác dụng từ các liệu pháp phục hồi sức khỏe khác nhau, hiệu quả từ phong cách sống lành mạnh, thì cần phải làm sạch môi trường bên trong cơ thể khỏi sự ô nhiễm tích tụ trong nhiều năm. Có đến 60% dân số phải sống trong những điều kiện bất lợi về mặt sinh thái. Không khí bẩn, nước hoặc đất đai bị ô nhiễm, các loại thực phẩm kém chất lượng có chứa hóa chất độc hại. Những yếu tố đó gây nên sự ô nhiễm môi trường bên trong cơ thể chúng ta, đó là điều không thể tránh khỏi. Cùng với thời gian, các chất cặn bã tích tụ ngày càng nhiều, chúng làm biến đổi, gây rối loạn các quá trình sinh học và sinh hóa trong cơ thể. Và đến một mức độ nhất định, chúng trở thành tác nhân gây ra nhiều vấn đề về sức khỏe. Và ở đây, chúng tôi giới thiệu rất nhiều dòng sản phẩm. Nếu như đi sâu vào chi tiết cụ thể cơ chế tác dụng của các sản phẩm, thì hầu như tất cả chúng, bằng cách này hay cách khác, đều có tác dụng thanh lọc các cơ quan, bộ phận chính và tế bào cơ thể khỏi các chất bẩn. Nhiều loại sản phẩm có hoạt tính sinh học sẽ mang lại hiệu quả tác dụng cao nếu như trước khi sử dụng những sản phẩm này, chúng ta tiến hành thanh lọc môi trường bên trong cơ thể. Và cuối cùng là nguyên lý khoa học về nhịp sinh học. Nguyên lý này đã được đưa ra từ hơn 80 năm trước. Hầu như ai cũng biết về khái niệm này. Cơ sở của nguyên lý này là những quy luật của nhịp sinh học. Đó là sự hiểu biết vào thời điểm nào thì cơ thể người hấp thụ chất này hoặc chất kia với hiệu quả cao nhất. Ở đây, những sản phẩm đầu tiên đã được tạo nên. Đó là Syncrovitan. Lưu ý rằng, sản phẩm có công thức dành cho buổi sáng và công thức dành cho buổi tối. Sản phẩm nhịp sinh học khỏe mạnh cũng có hai công thức như vậy. Ở đây, các nhà khoa học đã xác định hoạt chất sinh học nào cần thiết hơn cho cơ thể người vào buổi sáng thì được đưa vào công thức buổi sáng. Còn những hoạt chất sinh học nào cần thiết hơn cho cơ thể người vào buổi tối thì được đưa vào công thức buổi tối. Tập đoàn Sức khỏe Siberi là nhà sản xuất đầu tiên phát triển sản phẩm theo nguyên lý này, và chỉ riêng yếu tố này đã mang lại vô số những ưu thế vượt trội. Ưu thế quan trọng thứ hai đó là trung tâm khoa học sáng tạo của Tập đoàn Sức khỏe Siberi, nơi liên kết trí tuệ tiên tiến của các nhà khoa học trong lĩnh vực vi chất dinh dưỡng và phát triển thực phẩm chức năng. Đó là sự tập hợp kinh nghiệm nhiều năm của các nhà khoa học. Bởi vì rất nhiều người trong số họ là những chủ sở hữu các phát minh, bằng sáng chế, các công thức bản quyền đặc biệt, và các nhà khoa học đã chuyển giao tất cả cho chúng tôi. Chúng tôi sử dụng những công thức này trên thực tế, trực tiếp từ các tác giả, và dưới sự giám sát của chính chủ sở hữu sáng chế. Điều này trong luật bản quyền hiện đại gọi là giám sát tác quyền. Đó là một lợi thế to lớn. Ngoài ra, Trung tâm Khoa học Sáng tạo còn là một thư viện kiến thức. Dữ liệu mới được thường xuyên cập nhật và đăng tải bằng các ngôn ngữ khác nhau. Điều gì mới đã được khám phá trong công nghệ? Những hoạt chất sinh học mới nào đã được chiết tách ra từ thảo mộc và từ các sản phẩm khác? Hiệu quả tác dụng lâm sàng như thế nào? Các kết quả của nhiều năm thử nghiệm ra sao để cho ra đời các sản phẩm mới, những phương pháp mới, công nghệ mới?
nhà máy sản xuất và trung tâm hậu cần riêng của Tập đoàn Sức khỏe Siberia. Điều này tạo điều kiện cho chúng tôi luôn nắm bắt được xu thế phát triển của thời đại và thậm chí là vượt lên trước một bước. Việc sở hữu nhà máy sản xuất của riêng mình đó là điều kiện để đổi mới công nghệ thường xuyên. Hơn nữa, đây là nhà máy hiện đại, đạt các tiêu chuẩn quốc tế, cho phép chúng tôi đáp ứng một cách linh hoạt tất cả những nhu cầu liên tục thay đổi của thị trường. Việc điều chỉnh dây chuyền sản xuất cho phù hợp với các chất mới có trong thành phần công thức mới và công thức mới phải được cải tiến tốt hơn so với công thức cũ. Tất cả những công việc này chỉ có thể thực hiện một cách nhanh chóng và hiệu quả tại nhà máy của mình. Đó là sự đảm bảo tính mới lạ vượt trội của các sản phẩm được chúng tôi tạo nên và luôn có sự kiểm soát trong tất cả các bước của quá trình phát triển sản phẩm. Ưu thế thứ tư quan trọng, cơ sở cung ứng nguyên liệu từ các vùng miền độc nhất vô nhị trên thế giới. Những vùng đất này không chỉ là những nơi có sinh thái sạch, mà còn có dự trữ năng lượng vô cùng to lớn. Và đây không chỉ đơn thuần là lời nói. Chỉ cần nói điều này cũng đã đủ để hiểu. Theo quan niệm của Rerich, triết gia, nhà tư tưởng người Nga, thì vùng núi Altai có mối liên hệ với sự phục sinh của loài người nhờ sự liên kết đặc biệt về năng lượng giữa vùng núi Altai và vũ trụ. Đó là cả một học thuyết. Vì vậy, chúng ta sử dụng các loại thảo mộc sinh trưởng ở những khu vực này. Có lẽ chúng cũng mang trong mình nguồn năng lượng vũ trụ mạnh mẽ và trong đó có cả năng lượng tâm linh. Hồ Baikal, một trong số ít các hồ nước ngọt tự nhiên nằm dưới sự bảo trợ của UNESCO. Và vấn đề không chỉ ở chỗ, hồ Baikal là lưu vực khổng lồ với nguồn nước tinh khiết nhất, với vi khí hậu và môi trường sinh thái vô cùng độc đáo. Theo các tài liệu thám hiểm và nghiên cứu khoa học quốc tế nghiêm túc, hồ Baikal được xem như là một tấm gương vũ trụ đặc biệt thu hút các dòng năng lượng từ vũ trụ. Điều đó cũng có nghĩa là nguồn năng lượng vũ trụ và năng lượng tâm linh độc đáo này là cơ sở của tất cả các học thuyết y học cổ phương Đông và y học cổ truyền của các dân tộc vùng Baikal, Buryat và Tây Tạng. Hồ Baikal đối với họ là một vùng đất linh thiêng mang trong mình khả năng phục hồi sức khỏe và năng lượng tâm linh vô cùng mạnh mẽ. Ưu thế quan trọng thứ năm của Tập đoàn Sức khỏe Siberia bằng sáng chế. Hiện tại, hơn 10 sản phẩm của Tập đoàn Sức khỏe Siberia đã được cấp bằng sáng chế. Sự công nhận của nhà nước không chỉ dành cho giá trị sáng tạo của các phát minh, mà còn cho tính độc đáo và mới lạ của chúng. Bằng sáng chế, hơn nữa đó còn là sự bảo hộ cho các phát minh hoặc công thức pha chế sản phẩm. Sự bảo hộ bản quyền này có ý nghĩa quốc tế. Bản thân các bằng sáng chế cũng đã là thương hiệu. Thương hiệu cho quy trình sản xuất, cho nhà máy và cũng là thương hiệu cho sản phẩm. Điểm quan trọng tiếp theo, Tập đoàn Sức khỏe Siberia sở hữu số lượng lớn các chương trình tổng hợp về chăm sóc sức khỏe được chính các tác giả chuyển giao để áp dụng. Các chương trình đó đều có tên cụ thể. Phía sau những cái tên là các công trình nghiên cứu cụ thể và kinh nghiệm của các nhà khoa học. Trong số đó có cả các nhà khoa học của Trung tâm Khoa học Sáng tạo. Các chương trình này được hình thành tùy thuộc vào kinh nghiệm của từng tác giả và chúng được kết hợp từ các dòng sản phẩm chính do Tập đoàn Sức khỏe Siberia sản xuất. Tất cả các chương trình đều có tính tổng hợp, nghĩa là các chương trình sử dụng tác động một cách tổng hợp lên toàn bộ cơ chế chuyển hóa, điều chỉnh bên trong của cơ thể. Hiện nay, chúng tôi đã phát triển được hơn 25 chương trình. Trên thực tế, bất kỳ khách hàng hoặc tư vấn viên nào cũng đều có thể lựa chọn một chương trình sử dụng sản phẩm cho bất kỳ cơ quan, hệ thống nào trong cơ thể. Điều này là rất quan trọng. Tôi chuyển sang điểm quan trọng tiếp theo.
các chương trình được chứng thực bằng kiểm nghiệm lâm sàng. Tại Tập đoàn Sức khỏe Siberia, hoạt động thử nghiệm lâm sàng đối với các sản phẩm chiếm một vị trí rất quan trọng. Bắt đầu từ năm 1998, tập đoàn đã luôn chủ động đề xướng và tài trợ cho số lượng lớn các cuộc thử nghiệm lâm sàng đối với các sản phẩm của mình tại các tổ chức nghiên cứu khoa học hàng đầu Liên bang Nga. Ngày nay, trong cơ sở dữ liệu thử nghiệm lâm sàng của tập đoàn là hơn 100 thử nghiệm với thời gian thử nghiệm từ 1 tháng cho đến 6 tháng. Thử nghiệm lâm sàng được thực hiện tại các địa điểm cũng như ở các bệnh viện khác nhau. Tất cả cuối cùng đều xác nhận chính hiệu quả tác dụng mà sản phẩm của chúng tôi mang lại. Điều này tất nhiên rất quan trọng đối với việc nâng cao uy tín cũng như để khẳng định hiệu quả, để quảng cáo và để thuyết phục khách hàng, những người sử dụng sản phẩm cùng với chúng tôi. Hệ thống đào tạo chi nhánh nhiều cấp, mang tính chuyên nghiệp cao. Tôi tin tưởng sâu sắc rằng, ngày nay, trong thời đại cạnh tranh khốc liệt trên thị trường thực phẩm chức năng, thì kiến thức về sản phẩm trở thành một công cụ kinh doanh bổ sung, là yếu tố để giành chiến thắng trong cuộc chiến cạnh tranh. Các hội thảo, hội nghị, bài giảng, sự kiện đang giúp nâng cao kiến thức về sản phẩm, về hiệu quả tác dụng của chúng và về những ưu thế kinh doanh của Tập đoàn Sức khỏe Siberia. Đó là cái mà tôi gọi là hệ thống đào tạo chia nhánh nhiều cấp và hệ thống nâng cao trình độ chuyên môn cho các đối tác, tư vấn viên và bác sĩ. Ngày nay, Tập đoàn Sức khỏe Siberia đã thực hiện một chu trình khép kín, từ ý tưởng về sản phẩm, phát triển công thức, sản xuất cho đến việc phân phối sản phẩm đến người tiêu dùng. Kiểm soát và giám định chuyên môn tất cả các công đoạn, nghiên cứu, sản xuất, hậu cần, quảng cáo, tiếp thị. Các công ty đại diện của tập đoàn đặt tại các nước trên thế giới, cửa hàng trên mạng Internet, thông tin liên lạc hai chiều với tập đoàn. Khả năng liên hệ với các tác giả, nhà sáng chế hoặc với các đơn vị sản xuất về bất kỳ vấn đề gì được thực hiện cùng một địa chỉ, trên cùng một website. Sự kiểm soát liên tục tất cả các giai đoạn của quá trình từ ý tưởng cho đến khâu ra sản phẩm, tính trách nhiệm cao ở từng giai đoạn. Hơn nữa, trách nhiệm ở đây được gắn với cá nhân cụ thể. Điều này tôi chưa thấy ở các công ty khác. Một điều quan trọng mà chúng tôi luôn nói tại các buổi đào tạo nâng cao trình độ cho các tư vấn viên, đó là mối tương quan tối ưu giữa giá, chất lượng và hiệu quả. Các tư vấn viên của chúng ta cần phải vận dụng những ưu thế này một cách nghiêm túc trên thị trường cạnh tranh. Với nhiều đơn vị kinh doanh và sản xuất thực phẩm chức năng, cụm từ giá, chất lượng đã trở nên phổ biến và được biết đến khá nhiều. Và điều này thật là đúng đắn, tốt và quan trọng. Nhưng chúng ta đang nói rất ít về yếu tố thứ ba, cấu thành mối tương quan trên. Tôi thường xuyên nhắc đến yếu tố này. Đó là hiệu quả sử dụng. Có thể đạt được sự kết hợp giữa giá và chất lượng tuyệt vời, nhưng điều này hoàn toàn không có nghĩa là đạt được hiệu quả và hiệu quả cao. Có thể có được một sản phẩm tuyệt vời, nhưng hiệu quả sử dụng của nó vẫn còn là dấu hỏi. Lấy một ví dụ đơn giản, hiện nay đã xuất hiện sản phẩm Chime Gavitan có chứa dầu lanh Siberia và Omega 3. Có một số công ty trên thế giới cũng sở hữu công nghệ sản xuất sản phẩm này. Chúng tôi cũng đang sử dụng công nghệ sản xuất giống như họ. Phần lớn các sản phẩm được giới thiệu trên thị trường hiện nay chỉ chứa từ 10 đến 30% các axit béo omega 3, nhưng hàm lượng các axit béo này trong sản phẩm Chimega Vital nói trên đạt tới 75%. Hơn nữa, việc sử dụng các công nghệ hiện có giúp làm sạch và loại bỏ các chất độc hại ra khỏi sản phẩm cuối cùng, cũng như loại bỏ mùi vị khó chịu đặc trưng của sản phẩm. Kết quả là chúng ta có được một sản phẩm tiên tiến sáng tạo, được sản xuất với công nghệ hiện đại nhất và có giá bán tối ưu. Tất cả những công nghệ ứng dụng mới này rất đắt tiền. Tuy nhiên,
khi xuất xưởng giá sản phẩm của chúng tôi hoàn toàn có khả năng cạnh tranh với tất cả các sản phẩm khác có chứa các axit béo omega 3. Thậm chí, sản phẩm của chúng tôi còn có tính cạnh tranh cao hơn nhờ giá bán phù hợp. Hơn nữa, hiệu quả sử dụng lại tăng cao gấp nhiều lần, bởi vì hiện nay chúng ta có trong một viên nang hàm lượng các axit béo omega 3 cao hơn gấp 5, 6 hoặc thậm chí 10 lần. Đây chính là điểm thể hiện mối tương quan tối ưu giữa giá bán, chất lượng và hiệu quả tác dụng của sản phẩm. Và tôi có thể kể như thế này về bất kỳ sản phẩm nào vì đều có những bằng chứng. Từ năm 2008, thế giới bị bao trùm bởi những cuộc khủng hoảng kinh tế và chúng vẫn đang tiếp diễn cho đến ngày nay. Nhưng trong bối cảnh đó, Tập đoàn Sức khỏe Siberia vẫn tiếp tục phát triển không ngừng. Hãy hình dung, hầu như tất cả các công ty đều phải giảm sản lượng. Kinh doanh bị thua lỗ, nhưng Tập đoàn Sức khỏe Siberia thì lại tăng trưởng không phải là 1, 2, 3%. Mức tăng trưởng sẽ làm nhiều công ty vui mừng, mà là tăng trưởng 60-70%. Hiện nay, tập đoàn đã có hoạt động tại 24 quốc gia trên thế giới. Các sản phẩm chủ đạo của tập đoàn đã trở nên nổi tiếng tại Liên bang Nga và hiện tại đang chiếm lĩnh thị phần của mình tại các thị trường cạnh tranh mới. Chúng tôi đến với thị trường, nơi người tiêu dùng được giáo dục thói quen sử dụng thực phẩm chức năng, như là tiêu chuẩn của phong cách sống khỏe mạnh. Họ am hiểu hơn và được giáo dục nhiều hơn trong vấn đề này. Và họ nhanh nhạy hơn trong việc đánh giá chất lượng và hiệu quả của sản phẩm mới. Mối tương quan tối ưu giữa giá bán, chất lượng và hiệu quả. Điều này, người tiêu dùng phương Tây nhận biết rất nhanh. Viện sĩ Yuri Gichev tin tưởng rằng thương hiệu Siberia, sức khỏe Siberia, những khu vực sinh thái của Siberia, đó là thương hiệu quốc tế đã được thừa nhận. Đó là biểu tượng của chất lượng và hiệu quả. Hãy lấy ví dụ. Nước Mỹ, chỉ một bang Utah, đã có hơn 10 nhà máy sản xuất và trung tâm nghiên cứu phát triển thực phẩm chức năng với tầm cỡ quốc tế. Tuy nhiên, sản phẩm của chúng ta ở đó đã trở nên khá nổi tiếng. Chính vì thế, cần phải mạnh dạn tiến vào châu Âu và các nước khác vì thương hiệu của chúng ta đã được công nhận. Và chúng ta gia nhập thị trường cùng với sự tự tin. Khi có trong tay những sản phẩm thiết yếu, chất lượng và hiệu quả sử dụng cao. Tập đoàn Sức khỏe Siberia. Thế giới, nơi cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn.